Vâng, và tiếp theo em test cái con Electrovoy. Đây là những con đẩy cổ của Mỹ nha các bác, của hãng Electrovoy. Thì hãng rất là danh tiếng về những dòng loa toàn giải hay là những dòng loa cao cấp. Thì em này thì đặc biệt tiếng nó ấm quá. Các bác mà đang có những con rề hoặc là những con âm ly mà chất âm nó không tốt, các bác có thể dùng con bao này. Thứ nhất là các bác có một cái con bao có công suất và đẩy nảy âm thanh tốt. Và các bác có, nếu có âm ly nó có chức năng làm rề thì chúng ta dùng âm ly làm rề và sử dụng con này làm đẩy, hoặc là dùng nó có hai đường vào, một đường ba lăng và một đường sáu ly AV, nên các bác dùng cho hai phần kết nối, ví dụ như có một con vang và một con rề, lúc các bác hát karaoke thì chúng ta sử dụng mấy cổng ba lăng qua con vang, hay khi chúng ta nghe nhạc thì dùng cổng sáu ly. Đấy. Thì đặc biệt nó rất là êm nữa, nó không có ồn. Đấy. Nên là nghe nhạc quá tuyệt vời, đánh những dòng loa cổ nha, tiếng ấm nha các bác, chứ không chí chí như những dòng đại khác. Nó ấm tiếng lắm, nghe nhạc vàng Euro rất là tốt nha. Em này chạy 16 con sò sắt Motorola nha, máy đẹp hết cho các bác nha, này máy đẹp hết nha, có thấy máy tuyển hết. Đặc biệt con này là hàng xuất cho thị trường châu Âu nên là nó sử dụng điện 230, 220 rất là tiện. Và con này em cũng gửi cho bác ở Hải Dương luôn nha. Thì chiều nay hai con, một con Kra 1.200 và một con 7.300 này cũng về với hai bác ở Hải Dương luôn. Em ru. Bác nào mình có nhu cầu về con Electrovoy 7.300 này thì alo cho em nhé. Vâng, thì sau đây em test cái con Crown Macrotech 1.200 là gửi cho anh Đạt ở Hải Dương. Thì bác đã theo dõi kênh và lựa chọn những con đẩy danh tiếng 1.200 rất là đẹp nhá, nhưng con này là em tuyển về điện 100 110 nha các bác. Đây, thì khi hàng đi sẽ được tặng kèm một bộ dây ba lăng như em đã kém cho các bác đây, để các bác kém từ vang xuống. Và đối với những em này thì tiếng hay và rất là trưng bày cũng đã rất là đẳng cấp. Và thứ ba, nó quấn loa rất là phê nhá, quấn rất là lực okay. Này, nó chạy là cấu hình là 24 sò sắt và 8 sò tan, hay là phần tín hiệu vào hai tăng phô, máy rất là mới, có thấy quạt này tinh tinh luôn nha, rất là mới. Giá là 17 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Quạt những cái máy nó đẹp nên nó mới này là ít dùng, những con này là hàng lưu kho các bác, có thấy quạt về nó mới tinh vậy, nên là quạt chạy rất là êm, không nghi quạt luôn, nếu gần 1 mét là không nghi nha, kém điện 100 V nha các bác. Thì alo cho em nha. Quạt rất là êm nha các bác. Bác nào mình có nhu cầu thì cần cờ rau, những con cờ rau, những con đẩy Mỹ xịn sò thì alo cho em qua hai số điện thoại này nha. Thì chiều nay hàng lên đường cho bác luôn nhé.